có hai con ốc lên nè các bạn, dưới này nữa một con, đây một con nữa. Mình sẽ mở hai ốc ra. Chào các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ mổ con quạt mini này ra, xem thử mình cấu tạo nó như thế nào, và mình có thể đổ viên pin khác vô đây được không. Bởi vì cái quạt này nó nhanh hết pin cực kỳ luôn. Lúc trước mình thấy trên Shopee nó người ta mua nhiều lắm, mình tưởng nó ngon. Ai gì mình mua gì thì mình xài chưa được 2 tiếng nó hết pin mất tiêu. Mà nó cái cổng sạc này không phải là cổng sạc USB nữa, mà cổng sạc tròn. Và cái nút bấm này nhá, này nó chỉ có chỉ một chế độ, mình nhấn một cái thì nó chạy, nhấn cái nó hết chạy, nó hết pin mất tiêu rồi, nên hết chạy luôn. Chứ nó không có nhiều chế độ mà mình sạc đèn vô nó không có bất kỳ một cái thông báo nào là đã sạc hay đang sạc hay đó hết bên nhìn, mình không biết hết. Nên giờ mình sẽ mổ cái này ra để xem nó cấu tạo như thế nào nhé, pin gì, và mình có chế được cái pin 18650 vô đây được không. Bây giờ mình sẽ mổ ra nha. Sau một lúc nảy phá thì hậu quả là gãy cái con dao này, gãy mất mấy cái mớ lưỡi. Và mình sẽ mở ra mình coi thử, vì nó khá là cứng luôn các bạn. Nó nhìn như nó dán keo vô, nó có khớp vô, nó dán keo vô, cứng cứng kinh khủng. Trời ơi, nhìn sơ qua thì cái mặt này nó cái máy quạt này nó không có cái gì gọi là phức tạp cả, nó chỉ đơn giản là một cái bình ắc quy mini này. Bình ắc quy này nó thường dùng trong cái vật mũi á các bạn, cái vật mũi á, nó có dùng ở mini này. Ắc quy này ắc quy khô. Thì cấu tạo nó là hết sức là đơn giản luôn, chỉ một cái công tắc sạc cái cháo sạc này vô, và một công tắc bật tắt ngắt khi là cái quạt này thôi. Anh giờ mình đem nhìn vậy là mình không có thế nào mà đổ pin 18650 vô được. Nên mình chỉ mở ra, giờ mình quyết định là mở ra để xem nó cấu tạo như thế nào thôi. Chú chầm mở cái động cơ ra nữa, động cơ gì thường loại xịn đó là họ sẽ dùng cái động cơ không chỗ thang các bạn, mà không biết động cơ là chắc mình nghĩ không phải là động cơ không chỗ thang đâu. Động cơ này là động cơ có chỗ thang luôn. Động cơ không chỗ thang này là xài nó sẽ bền, mà mình sẽ điều tốc được cái tốc độ của nó, điều khiển được tốc độ của cái máy quạt này. Còn cái này thì nó như một cái máy quạt, một cái động cơ điện bình thường, mình cứ nhắn thì chạy, không nhắn thì không chạy. Mình nhét sạc vô thôi. Nó chạy nè. Mình tắt thì nó không chạy nữa. Bấm nó chạy. Nó không có một thấp điện cái tốc độ nào hết. Rồi hư luôn. Nó không có cứ một vi mạch nào hết. Nhưng mình thấy người ta cùng mình trên mạng nhìn ngon lắm, mình tưởng mua. Cái này dùng như là dùng tạm thôi, chứ không phải là dùng đi dùng chữa cháy nữa, dùng tạm thôi, dùng dục rồi vứt mũi khác.
cái bệnh này là nó cực kỳ nhanh hết luôn. Công cái dung lượng nó rất là thấp so với cái biên binh 18650. Giờ mình sẽ mở cái motor ra, thấy motor này là nó motor gì nha. Mình đảm bảo là nó sẽ không phải là motor 18650 đâu. À, motor không có than. Các bạn đợi xíu nha. Nó có hai con ốc lên nè các bạn. Dưới này nữa, một con. Đây một con nữa. Mình sẽ mở hai ốc ra. Cái loại này mình xài, nếu mà xài một thời gian là cái chua thang nó mòn á, nó không có chạy được nữa, nó nhanh, rất nhanh mòn, nó không có chạy được nữa. Rồi, động cơ này các bạn, động cơ bình thường, động cơ loại động cơ dùng trong mấy chiếc xe điều khiển của con nít nó chơi. Ngày xưa mình hay lấy mấy cái motor này chế thiền ghê lắm. Giờ là đây thì chỉ dùng cho mấy chiếc xe điều khiển giá rẻ thôi, chứ không không ai mà xài cái motor nữa đâu. Motor này giờ nó không ai mà dùng loại nữa, đơn giản vậy thôi. Nên mình trước mua cái cây đây là 90 mấy ngàn á, nên bây giờ mình khuyên các bạn, mình nếu mà có ý định dùng cái quạt mini để nên làm trong làm mát thì bỏ thêm vài chục nữa mua cái loại mấy quạt mà nó có điều khiển tốc độ chứ các bạn, thì nó sẽ bền hơn. Mình có thể chế độ được cái khác được. Giờ cái quạt này thì mình thua rồi, mình chắc mình ráp là mình bỏ xó luôn, mình ráp lại mình bỏ chó luôn chứ không có xài được nữa. Cái động cơ này nó quá dỗm đi, giờ biết dùng lại vô cái gì luôn, rất là đơn giản luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha.